Chính phủ vừa tổ chức hội nghị sơ kết một năm triển khai đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030, gọi tắt là đề án số 06 và tổng kết hoạt động của Ủy ban chuyển đổi số quốc gia năm 2022. Qua một năm triển khai, đề án 06 đã thu được nhiều kết quả quan trọng, nổi bật là chuyển đổi nhận thức, thói quen hoạt động từ môi trường thực sang môi trường số hành động về chuyển đổi số quốc gia có sự lan tỏa ở các cấp, các ngành. Còn dịch vụ công quốc gia cung cấp gần 4,4 nghìn dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4, hơn 154 triệu hồ sơ đồng bộ trạng thái, hơn 3,9 triệu giao dịch thanh toán trực tuyến. Với lợi thế về sự nhanh nhạy với công nghệ, lực lượng đoàn viên thanh niên tỉnh Hà Giang đã phát huy vai trò xung kích làm chủ công nghệ kỹ thuật thông qua các hoạt động liên quan đến chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin và công tác đoàn. Toàn tỉnh Hà Giang hiện có 2.071 tổ công nghệ số cộng đồng tại các thôn bản tổ dân phố với 12.131 hội viên tham gia. Trong đó nòng cốt là đoàn viên thanh niên. Họ là những người tích cực tuyên truyền các chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác chuyển đổi số đến nhân dân, giúp đỡ nhân dân đưa sản phẩm nông sản, các sản phẩm đặc trưng của các địa phương, sản phẩm của thanh niên khởi nghiệp lên các sản thương mại điện tử, phát triển các kênh bán hàng online, sử dụng nền tảng cho việc tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp du lịch. Năm 2022, với sự vào cuộc tích cực của các cấp, các ngành, các địa phương và doanh nghiệp, Lào Cai đã hoàn thành 13 trên 20 mục tiêu về chuyển đổi số. Cùng với 13 mục tiêu về chuyển đổi số của tỉnh đã hoàn thành, có 3 mục tiêu hiện đạt 70% kế hoạch, đó là tỷ lệ người dân trưởng thành có điện thoại thông minh, số lượng địa phương cấp huyện xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai và quản lý tích hợp hệ thống thông tin đất đai đưa vào quản lý vận hành, cập nhật khai thác thông tin trên môi trường mạng. Tỷ lệ sản phẩm OCOP được đưa lên các sản thương mại điện tử. Toàn tỉnh hiện có 4 mục tiêu đang thực hiện dưới 70% kế hoạch, trong đó có hai mục tiêu chưa thực hiện, đó là tỷ lệ số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính, tỷ lệ cơ quan nhà nước cung cấp dữ liệu mở theo dịch mục. thưa quý vị và các bạn, trong giai đoạn phát triển bùng nổ về công nghệ thông tin, người dân đã quen với hoạt động trên môi trường số. Đây là điều kiện quan trọng để chuyển đổi số có bước phát triển mạnh mẽ. Ở tỉnh Lào Cai, các hoạt động ứng dụng chuyển đổi số đã hiện hữu tại tất cả các khu vực, lĩnh vực của cuộc sống, mang lại giá trị thiết thực trong đời sống và sản xuất kinh doanh. Tại nhiều cửa hàng kinh doanh tạp hóa ở các xã vùng cao, không có để bắt gặp hình thức thanh toán bằng mã QR code như thế này. Tiện lợi, nhanh chóng và an toàn. Đó là những cảm nhận của nhiều người dân đã và đang sử dụng dịch vụ này. Thứ nhất là, là, là nó là tiện lợi cho cả khách hàng và người bán hàng. Thanh toán nó nhanh gọn, không phải là đem tiền mặt đi. Một lĩnh vực đang có sự chuyển biến mạnh mẽ trong ứng dụng chuyển đổi số trong hoạt động sản xuất kinh doanh chính là sản xuất tiêu thụ các sản phẩm nông nghiệp. Thông qua ứng dụng các thành quả của chuyển đổi số vào sản xuất kinh doanh, giá trị chất lượng nông sản được nâng lên rõ ràng. Thời gian tới thì hợp tác xã có định hướng là nâng cấp thêm hệ thống về cảm biến tưới tự động nó sẽ có thêm số liệu để nó căn cứ để tưới chính xác hơn. Năm 2022, du lịch Việt Nam hoàn toàn mở cửa. Điều này đã mang lại cơ hội cho ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh phục hồi và phát triển. Và để việc tiếp cận khách hàng tốt hơn thì chuyển đổi số đang là giải pháp hữu hiệu. Khi mình tiếp cận đến những nền tảng số này thì mình biết là khách hàng có những cái phản hồi trên những cái nền tảng như thế thì mình mình biết ngay là khách hàng họ cần cái gì. Trong năm 2022, với sự tích cực của các cấp các ngành, Lào Cai đã có 13 trên 20 mục tiêu chuyển đổi số đã được hoàn thành, qua đó mang lại hiệu quả tích cực trong mọi mặt của cuộc sống của nhân dân trên địa bàn tỉnh.